cùng Chúa Giêsu buổi sáng. Chúc mừng Giáng sinh. Hôm nay một đấng cứu độ đã sinh ra cho anh em trong thành vua David, người là đấng Kitô Đức Chúa. Con dành ngày hôm nay để ở lại với Chúa và đồng hành với gia đình Nazareth trong máng cỏ, một nơi bẩn thỉu với đàn gia súc rất thấp hèn, nhưng sự hiện diện của hài nhi Giêsu làm cho nó trở nên xứng đáng, biến nó đẹp lên và thánh hóa nó thành một nơi cho ơn cứu độ. Con biết ơn tình yêu của Chúa thể hiện trên khuôn mặt của hài nhi mới sinh. Ước gì cuộc sống của con cũng được làm đẹp với sự hiện diện của Chúa trong con, để tình yêu đó được sinh ra trong nghèo khó. Lạy Cha chúng con ở trên trời, chúng con nguyện danh Cha cả sáng, nước Cha chỉ đến, ý Cha thể hiện dưới đất cũng như trên trời. Xin Cha cho chúng con hôm nay lương thực hàng ngày, và tha nợ chúng con như chúng con cũng tha kẻ có nợ chúng con. Xin chớ để chúng con xa trước cám dỗ, kiên cứu chúng con cho khỏi sự dữ. Amen. Cùng Chúa Giêsu trong ngày. Con ngừng lại để cầu nguyện chiếc máng cỏ vào ngày rất đặc biệt này, ngày mà Thiên Chúa đã trao ban cho nhân loại. Đây là lý do tại sao năng quyền của Thiên Chúa đến với nhân loại, nhất là những con người bị hiểu lầm hoặc bị gạt ra bên lề thế giới. Nhưng thế giới này sống và phát triển là nhờ vào quyền năng của Thiên Chúa, là đấng mà những tôi tớ ngày hướng tới trong lời cầu nguyện của họ. Lời cầu nguyện ấy không là một chuỗi huyên náo và hiếm khi gây xôn xao dư luận, nhưng lời cầu nguyện ấy thật quan trọng để khôi phục lòng tin cho thế giới. Trong tâm tình đó, con cầu nguyện với Chúa hài đồng. Cùng Chúa Giêsu buổi tối, con dừng lại một chút và cảm ơn vì đã trải qua một ngày nữa. Thở thật chậm và lấy lại sự bình an trong tâm hồn. Hồi tâm lại tất cả những kinh nghiệm trong thẳm sâu tâm hồn của con. Điều gì đẹp và đã làm con kinh ngạc trong ngày hôm nay? Con đã khám phá ra những điều tốt lành hay những điều tốt đẹp nào mà con được mời gọi để chiêm ngắm và cảm nếm chưa? Phong cảnh, con người, cử chỉ, tác phẩm nghệ thuật, nơi chốn hoặc những cuộc gặp gỡ. Thờ phượng là thừa nhận với trái tim của con về mọi sự vĩ đại bao quanh mình và thực hành nó. Kính mừng Maria, đầy ơn phúc Đức Chúa Trời ở cùng bà. Bà có phước lạ hơn mọi người nữ, và Giêsu con lòng bà gồm phước lạ. Thánh Maria, Đức Mẹ Chúa Trời, cầu cho chúng con là kẻ có tội, khi này và trong giờ lâm tử. Amen.